luyện ở người bệnh tiểu đường. Thưa các bác, việc duy trì thói quen tập luyện hàng ngày là lời khuyên không thể thiếu với người bệnh tiểu đường type 2. Tuy nhiên, tập làm sao cho hiệu quả với người thừa cân tập như thế nào? Với người có biến chứng xương khớp thì có nên tập luyện nữa hay không? Với người đường huyết đang tăng quá cao, cần tập thế nào để có thể làm hạ đường huyết? Hãy cùng chương trình tìm hiểu câu trả lời cho những băn khoăn này trong video ngày hôm nay và những nội dung chính như: thứ nhất, người bệnh tiểu đường type 2 nên tập luyện như thế nào để có kết quả tốt nhất? Thứ hai, lưu ý tập luyện khi có biến chứng tim mạch và xương khớp. Thứ ba, chia sẻ của bác Hoàng ở Hà Nội đã thoát khỏi căn bệnh tiểu đường và giữ cho mức đường huyết luôn ổn định trong suốt bao nhiêu năm, mà các bác cùng tìm hiểu ngay sau đây. Những thắc mắc thường gặp khi tập luyện ở người bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường type 2 nên tập luyện như thế nào để có thể có một kết quả tốt nhất? Trước kia, theo khuyến cáo của Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, mỗi ngày người bệnh nên tập luyện từ 30 đến 45 phút hoặc là 150 phút trên tuần. Tuy nhiên, xu hướng gần đây cho thấy các bác không nhất thiết phải tập luyện một khoảng thời gian dài như vậy mà có thể chia thành nhiều bài tập nhỏ thôi. Tập rải rác trong vòng một ngày, mỗi lần từ 5 đến 10 phút. Ví dụ, với người làm ở văn phòng, người bận rộn không thể sắp xếp thời gian tập luyện vào buổi chiều, khoảng 1 đến 2 tiếng ngồi nên đứng dậy để đi lại hoặc chạy chậm tại chỗ khoảng từ 5 đến 10 phút và thực hiện như vậy nhiều lần trong một ngày. Phương pháp tập luyện này sẽ mang lại hiệu quả tương đương, thậm chí có thể tốt hơn là cách tập luyện cũ. Một vài lưu ý tập luyện khi có biến chứng tim mạch và xương khớp. Người bệnh tiểu đường type 2 khi đã có biến chứng về tim mạch và biến chứng xương khớp sẽ cần chú ý hơn trong khi luyện tập. Tốt nhất, họ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị để được tư vấn về bài tập cho phù hợp nhất. Chẳng hạn, với người đang có bệnh xương khớp ở chân nên hạn chế các bài tập mà cần đứng hoặc đi lại nhiều, bởi vì điều đó có thể làm nặng thêm gánh nặng cho bệnh xương khớp. Lúc đó, các bài tập sẽ phù hợp sẽ là bơi lội, bài tập cho vùng thân chân, đạp xe, đạp trên không. Riêng với người bệnh suy tim, không nên áp dụng chế độ tập luyện quá gắng sức hoặc là khốc liệt. Với họ, việc đi lại nhẹ nhàng trong ngày như vậy đã là đủ rồi. Trong trường hợp có triệu chứng tim đập nhanh, đánh trống ngực, hồi hộp do bệnh rối loạn nhịp tim, việc lựa chọn bài tập và cường độ là rất quan trọng. Bởi nếu như chọn đúng, tập vừa sức có thể giúp nhịp tim ổn định, ngược lại thì sẽ làm nặng thêm bệnh rối loạn nhịp tim. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Cường khuyến cáo rằng, việc tập luyện thể dục thể thao cũng nên phù hợp với khả năng chịu đựng của cơ thể mỗi người, cũng như nên chọn theo sở thích cá nhân để giúp các bác tích cực hơn. Khi luyện tập, nên cố gắng khoảng 70% nhịp tim tối đa. Nhịp tim tối đa được tính bằng cách lấy 220 trừ đi số tuổi. Ví dụ, một người 40 tuổi, nhịp tim tối đa nên là 180 nhịp trên 1 phút. Vậy thì khi luyện tập tối đa chỉ đến khoảng 120 nhịp trên phút mà thôi. Vừa rồi thì các bác cũng đã lắng nghe chương trình giải đáp về thắc mắc thường gặp khi tập luyện ở người bệnh tiểu đường, cũng như là người bệnh tiểu đường nên tập luyện như thế nào là tốt nhất để mang lại hiệu quả và để căn bệnh tiểu đường không còn là nỗi lo của mọi người. Ngày hôm nay chương trình xin được chia sẻ đến các bác về câu chuyện của bác Trần Văn Hoàng, 60 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội đã thoát khỏi căn bệnh tiểu đường mà các bác cùng theo dõi ngay sau đây. Tôi bị tiểu đường type 2 đã 12 năm nay. Ban đầu khi mới phát hiện, đường huyết chỉ tăng nhẹ thôi. Do chủ quan nên tôi ăn uống vẫn thoải mái, không kiêng khem nhiều, thuốc men cũng không dùng đều đặn. Và sau vài năm, tôi thấy người càng trở nên mệt mỏi, thường xuyên đau lưng, đi tiểu buốt, mắt mũi cũng mờ dần. Liền đến khám ở bệnh viện nội tiết thì mới biết rằng đã bị biến chứng trên thận và võng mạc, đường huyết lên tới 15 mmol trên lít. Cách đây khoảng 1 năm, mỗi khi đi giày dép tôi cứ thấy ngứa ngáy chân tay. Ban đầu thấy những vết phồng da ở mu bàn chân và ngón cái, sau đó bị xước da đầu ngón chân rồi dần hình thành những vết loét. Tôi liền đi kiểm tra và hỗ trợ điều trị ngay nhưng tình hình không mấy khả quan. Các vết loét thì rất là khó lành, tôi phải dùng thuốc để ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng sẽ là nguy hiểm. 6 tháng trước thì tôi có đọc được bài báo giới thiệu về một ông ở Bắc Giang đã giảm hẳn những biến chứng của tiểu đường nhờ sản phẩm thảo dược hỗ trợ khang đường Tâm Hồng Phúc. Khang đường Tâm Hồng Phúc được bào chế từ 6 loại thảo dược quý trong đông y, đặc biệt là sự kết hợp hoàn hảo của dây thiều canh, giảo cổ lam, sinh địa và cam thảo.
Với sự kết hợp chặt chẽ này đã giúp cho Tâm Hồng Phúc trở thành sản phẩm có khả năng giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả hơn, giúp hỗ trợ hạ đường huyết, hạ mỡ máu và ngăn ngừa biến chứng mà không có tác dụng phụ. Sau khi nghe xong như vậy, tôi liền mua ngay về. Bên cạnh việc dùng thuốc Tây thì tôi còn uống thêm viên Tâm Hồng Phúc mỗi ngày. Và trong 2 tháng đầu, thấy người khỏe hơn hẳn, đường huyết từ 10,4 mmol giảm còn 8,1 mmol trên lít. Mắt thì đã đỡ mờ và tay chân cũng đỡ tê ngứa. Sau đó tôi duy trì dùng mỗi ngày 2 viên liên tục tới tận bây giờ, đường huyết ổn định hơn chỉ ở mức 6,0 mmol trên lít thôi. Và thần kỳ nhất là những vết thương ở tay và chân đã lành dần, mắt sáng hơn, đến nỗi giờ đây tôi đi xe máy mà không cần phải đeo kính nữa. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin bổ ích mà chương trình có chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bác rất nhiều trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Và nếu như các bác yêu thích và ủng hộ chương trình, các bác hãy nút đăng ký kênh và nút quả chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào mà chương trình lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.